không đi tám nhé. Con vẫn rách. Bọn này nó cho rách rách sau mà. Càng vào cùng. Kỳ cho nó xưa. Trợ lý quay phim đây là tiền ngoài. Đội tuyển Việt Nam và người đang có chơi đi Nguyễn Ân Quyết. Trận mà chúng ta đã giao hữu với lại Borussia Dortmund, Ân Quyết có nói với tôi là Ân Quyết muốn được ra sân, nhưng mà trận đấu đó thì tôi đã quyết định là không tung Ân Quyết vào sân. Ra anh thì anh phóng viên có đưa ra câu hỏi như vậy, nhưng thực tế anh cũng không sinh hoạt cùng đội, không tập trung cùng đội, thế nên là tôi nghĩ rằng anh cũng chưa thể hiểu được về chấn thương của Văn Quyết so với chúng tôi. Văn Quyết về màn trình diễn của Văn Quyết ngày hôm nay thì Văn Quyết mọi người đều biết là Văn Quyết đã ở V-League như thế nào rồi. Ở V-League thì khả năng của Văn Quyết đã được kiểm chứng rồi, có lẽ là không cần phải nói nhiều. 나는 선수를 혹사시키는 감독은 아닙니다. Tôi thì không phải là huấn luyện viên trưởng mà độc đoán đưa ra những cái chỉ đạo hoặc những cái chỉ thị đối với đội tuyển.